Wow, lê trái nó cũng to quá em ha. Mà nay nó bị rụng nhiều quá, còn mấy trái em tính hái luôn á. Ừ. Chắc tại em cắt phải không? Ờ, em phải đâu, tại vì nó bị rầy á anh. Ừ. Đi về thì mấy cây táo với cây lê của mình rất là nhiều rầy ha. Cho nên nói chung là năm nay cũng không có tốt mấy. Nhưng mà trái lê thì trái cũng to to nè. Nhưng mà táo thì nó không có to. Chào cả nhà. Thì hồi năm ngoái thì mình trồng lê trái cũng nhiều mà nó ít sâu. Năm nay thì có trái mà nó hơi sâu nhiều các bạn, cho nên nó bị rụng cũng rất là nhiều luôn. Nhầm trái thì nó bị đẹp. Dạ. Yeah. Thì bữa nay tính thu hoạch xong rồi ăn thử coi. Bỏ. Bỏ. Đụng rụng nó không? Không biết tại sao nó hay rụng vậy ta? Hay là nó chín rồi? Chắc nó vậy, nó có thể. Hay là nó bị thiếu nước, hay là nó bị đén. Hay là tại em tỉa quá. Chắc vậy, nhiều thứ lắm. Anh thấy cái trái nó cũng không có, có cũng như là nó mọng nước á em ha. Nói chung bị... cái trái giống như nó cũng không phải là... Nó cằn cỗi vậy đó. Giống như nó thiếu thiếu gì á. Giống như ông Thua Lò Mo vậy đó, cằn cỗi. Đừng làm cằn cỗi. Không biết ai à. Mới không cằn cỗi á. Nói chung mà cái quả trái này nó ngon ngon nè. Lọt ra thì nó cũng mọng nước nè. Và chừng cắt cái tay anh nè. Ngon mà. Dạ không? Dạ rồi. Đây các bạn. Ăn có ngọt không? Cái này là lê tây các bạn. Này hỏi lê tây chứ không phải lê lai. Ngọt không? Các bạn. Ngọt không? Không ngọt mà nó chua chua ngon ngon. Vậy hả? Cái loại lê này phải chua chua mới được. Cái ngọt ăn nó ngon. Dạ xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Nó chua thanh đó. Giòn. Ngon. Mà anh thích ăn cái lê này hơn. Nhưng không thích cái lê lai tàu dữ. Lê tàu thì nó rất là nhiều nước mà nó lạ. Này nó giòn. Nó ngọt các bạn. Ngọt. Này chấm ớt chứ ngọt. Nó ngọt hơn trái trái tàu. Này cái da nó hơi đỏ ha. Ở cái cây lên, cây này thì nó có nhiều loại ở đây các bạn, 5 loại lận. Cho nên các bạn thấy là loại này loại xanh, mà năm này cái loại xanh này nó hơi cằn cỗi nè. Hình như rồi, nhưng mà dưới đây trái này ngon nè. Trong nông dân nè. Có một loại màu nó vàng vàng thì nó cũng ngon dữ nè. Rồi, cái đó đi. Đây có trái này hơi lạ lạ nè. Wow. Có trứng ngọt. Ngựa mấy trái bự mình hái rồi. Thì bữa mình có xịt một lần cái dầu của các bạn cho nó không có sâu. Nhưng mà mình xịt có một lần à. Nó chắc phải xịt thêm một lần nữa khi mình nó có trái bự bự. Đi về cái bỏ bê mình thấy nó... Đi là mình bỏ luôn. Ôi, một đùm. Có loại này trái giống nhau nè. Đúng rồi đó. Thì nói chung cái này tới hình như tới mấy loại lần á. Năm loại lận. Mỗi một cái miếng giấy là một loại đó. Cái tiền này có giấy các bạn. Có một loại khác. Đây loại khác nữa nè. Cái loại mà nãy hái là nó có màu da đỏ. Nó có hai trái thôi. Ủa, hình như bên kia nó có một trái nữa phải không? Nè anh. Nè, giống không? Phải không? Giống. Cái này mà đỏ khác mà. Không biết nữa. Cái kia bỏ đậm hơn. Nè, anh thử coi. Ăn chắc chúng nó luôn khỏi ăn cơm. No gì nữa. Ổng mới than đói bụng đó. Chắc nó còn hơi no em. Cái hộp nó còn no. Thế hả? Cái này ăn nó có dễ hơn. Nó thật nó dễ hơn. Kiên không? Kiên ngon hơn. Cái kiên ngon hơn. Cái này còn hơi chắc chát. Này hơi non. Hơi ngon, chua các bạn. Không ngon bằng kia. Này chắc cần từng một tuần hai tuần nữa. 29. Ngủ già. Đúng rồi. Ừ.
Thì thôi, chắc lần sau mình hái hái luôn ha. Ừ. Thì nó không ngon bằng cái này. Cái này thì nó già hơn. Nó ngon hơn. Ừ. Nó xốp và nó chua chua ngọt ngọt, ăn ghiền. Rồi. Thu quả ha. Thì bữa nay mình sẽ thu hoạch cái hành hương các bạn. Với lại wow, hành hương thấy thương quá vậy. Cái hành hương này mình trồng mình cũng bỏ bê nữa luôn các bạn. Thấy thương ha. Nhưng mà nó nổi lên mặt nước luôn. Mặt nước đâu, mặt đất. Mặt đất. Đó, nó trồi lên như vậy đó. Mà nó nhỏ nhỏ. Cái loại hành này nó rất là thơm các bạn. Loại này hành hương, cái hành này hay kêu là hành hương của Mỹ các bạn, loại dài dài á. Thì cái này mình trồng từ cây con, mình mua nguyên lâu một cái dĩ không? Dạ, mình mua cái dĩ nhỏ vậy nè, ta ươm xong rồi về cái mình trồng. Mà ngon quá nè. Thì cái củ này nó có lớn lớn vậy thôi chứ nó không có lớn nữa các bạn. Đúng rồi, ở ngoài chợ thì nó bán cỡ vậy là cũng bự nhất rồi. Ngộ quá này, nó lầu lên trên ha. Nó biết trồi lên mặt nước, mặt đất. Cái này chắc mình cũng phải phơi nữa ha. Phơi á. À, cái trồng này cũng sướng đó chứ. Phải mình biết vậy, cái bữa mình trồng nhiều một chút. Nhiều một chút. Cho nên mấy cái loại này là mình hỏi cái này hồi đó mình trồng cái bằng cây con hay là bằng củ ta? Cái này hả? À. Cái này em trồng bằng cây con. Em mua cái dĩ người ta ươm á. Mà cái cọng đó mình trụi nó nhuyễn thiệt là nhuyễn. Hình như cũng có củ mình mua mình về mình trồng luôn cũng được. Phải không? Có luôn, cái đó thì người ta bán trong cái hộp á các bạn, ở superstore nó có bán. Hay là mình mua củ ở trong superstore về bán củ mà ăn á. Còn cái đó trồng như nó không có ra củ anh. Ồ vậy ha. Tại như thành cái củ rồi, còn cái củ mà người ta trồng để ra củ thì cái củ nhỏ xíu à. Ừ. Mà em thấy trồng cái hộp gì ngon hơn. Thơm quá ha. Nhổ lên gì mà nó bay mùi thơm. À, cái này cũng dễ trồng ha, mình bỏ ở đây hình như là cù lăng cù lốc luôn á. Ừ. Bữa tưới bữa không mà không có nắng miết gì á. Đó, bao nhiêu đây cũng bọn rồi nè. Cái này không phải loại củ hành bọt. Mà kêu Việt Nam mình kêu hành hương phải không? Hành hương. Mà hành hương Việt Nam thì nó tròn đó bạn ha. Ừ. Còn cái này hành hương người ta kêu hành hương. Hành hương là mình đi hành hương đó các bạn. Ừ. Hành hương là đi chùa. Đi chùa. Ồ cái này chắc khỏi cần rửa luôn á. Ừ, mình để mình phơi được cái nó có mấy cái cọng râu ở dưới hả, mình phơi lên trắng nõn nè. Quéo lại. Quéo. À. Ừ. Đó. Cái đất này hả, mày không có tưới lên nữa. Nó khô queo. Em nghĩ vậy chắc cái hành nó ngon nè. Ừ. Cho nên trồng tỏi, trồng hành vậy đó. Wow, nè. Wow, cũng nhiều quá nè. Đó. Trồng tỏi, trồng hành vậy, dễ lắm các bạn. Không có cực. Bỏ cho thời tiết luôn. Ừ. Rồi, ở trong kia thì có hương thảo với cần. Thì... Wow. Cái này là các bạn sẵn đây phe luôn các bạn nè. Cái này thì mấy cái trái hồng mà nó bị rụng quá trời luôn các bạn. Các bạn thấy mấy cái cuống này không? Hồi bữa mình cứ phe hoài nó quá trời trái luôn, nhưng mà khi mình đi về cái nó rụng hết nè, nó còn cái cuống trơ nè. Tại sao ta? Có thể là bị thiếu nước hay thiếu cái dinh dưỡng gì đó. Một mà thiếu dinh dưỡng vậy có rụng rụng quá chừng luôn, nó rụng hình như là hơn phân nửa luôn á. Bây giờ còn le que. Ừ, còn le que à. Mà nó còn rụng nữa, cứ mỗi sáng nó chạy ra đây thấy nó rụng à. Không biết tại sao nữa. Mà xưa mình trồng ít khi nào bị rụng á. Ừ. Qua lớn vậy có nó rụng nè các bạn. Rụng ghê luôn á. Đó, cái này mà phải ăn được mình cũng lụm vô mình ăn luôn. À, thì... ở đây tự nhiên có cái dây phai này ha. Chắc là năm ngoái mình trồng cái mình đổ cái đất á. Ừ. Nó lên các bạn. Lên đây cái để bà xã mình để đây luôn. Nhưng mà mấy mốt ít bữa nữa cái rảnh thì làm cho đất chỗ này lại trồng các bạn ha. À. Thì cái này cần trồng. Em, khoan, để đây các bạn nè. Thì về đây nè các bạn, năm nay cái củ sắn nè, cái sắn nè. Ôi, nó mọc. Có bông anh? Giờ là có bông rồi nè. Cái này có thể mình... để hạt ra cái sau này mình trồng. Ở đây thì có cái cây cà gì mà nó tím tím. Có trái không? Nhìn thấy có trái không? Có trái mà nó thành trắng này. Nó tím. Đó là cà dĩa luôn á, chung với lại cái cà giá dê. Mà sao không? Nó thành trắng này ha? Không biết nữa. Mới đầu tím, rồi ở đây phai rang nó cũng tốt nè. Đặc biệt là cái cây dây sắn. Dây sắn ở ngoài miền Bắc thì ta kêu là... Củ đậu. Củ đậu ha. Bữa nay rất là tốt.
hai dây mà một bò dây thì nó tốt, một bò dây thì không tốt. Dây không tốt là tại bữa hổm tự nhiên cái chậu đó nó mọc nguyên cái dây sâm á, dây rau sam á. Ồ vậy ha. Ra nó bị choáng. Bây giờ nó mới lên lại ha. Còn đây thì lan, khoai tây chứ. Ê, khoai lan cũng tốt anh. Ở đây đậu đậu phộng, củ lạc. À, thì xuống chỗ này thì cần nước, cần tàu. Cần tàu. Thì định thu hoạch hết luôn các bạn. Thì bữa hôm nay này thu hoạch cũng mấy lần rồi. Đây hương thảo nữa nè. Hái luôn á. Hương thảo bên đây nè. Ôi, non vậy sao? Thì em thấy các cần tàu nhưng nó không cần nắng nhiều anh ạ. Ừ, cho nên mình bỏ vô đây nó cũng đâu có nắng nhiều. À, cho nên nó tốt. Tốt hoài ha. Nó non lắm các bạn. Cắt hết luôn hả? Cắt hết luôn. Cho nó lên. Cắt vậy cho nó lên nữa. À. Cái mình lâu lâu mình tưới mà hơi đi tới giờ là chưa có tưới phân cá nó. Bỏ đi. Ngày mai 21 nhà anh tưới phân cá nó. Cho nó lên bỏ miếng đất vô ha. À, thì cái hương thảo này thôi chắc mình cũng thu hoạch luôn cho nó. Thu hoạch luôn tùm lum quá. Thì để phê cho các bạn thì cái này nè các bạn. Nho. Đó, thì cái nho này cái cũ của mình chết rồi cho nên mình mua cái nho mới. Mình trồng bây giờ nó lên cao rồi đó, hy vọng năm sau nó có trái. Thường thì nho thì mình trồng nó lâu thì cái gốc nó bự rồi nó cái trái nó mới nhiều cái bự ha. Cho nên cái nho mình hồi mấy năm trước có trái rất là nhiều luôn mà nó nho nó thơm ngọt đó. Mình trồng cái loại này không biết nó có thơm bằng không. À thì thử đi. Thì cái thương thảo này thì mình muốn nói chút xíu nhằm người cô chú anh chị thu hoạch thương thảo thì cứ thu hoạch những cái nhánh nhỏ ha. Thì mình thu hoạch vậy từ từ cái nhánh bự thì nó ra dài lắm mà nó không có tốt. Thì mình cứ cắt những cái nhánh bự như thế này đi. Rồi khớp mình ăn mình tét cho nhánh nhỏ mình ăn xong rồi cái này mới mốt nó ra rất là non luôn á. Ừ. Cái Việt Nam mình không biết thương thảo để làm gì ha. Chứ Tây thì thứ nhất là người ta bỏ vô thịt bò bít tết á, người ta sẽ nướng, người ta chiên thì là rất là hợp, mấy mùi nó rất là hợp thơm. Còn ở bên Trung Nam mình không biết làm gì ăn ha. Ờ, thì em nghĩ chắc cũng có những cái món gà đồ, mọi người cũng thích cái mùi này. Ha. Thì nói chung. Hay là em xay cái đó ra ăn cho anh em cho nó chạy ra ngoài. Okay. Thì cái cây này mình trồng lần rồi nó lên luôn các bạn. Ngoài. Mùa đông thì nó rụi rụi nhưng mà nó vẫn sống, vẫn có thể ăn được luôn á. Hồi đó mình để ở ngoài nó chết đó em, chứ mình bỏ trong nhà kính này nè. Năm này nó hồi năm hơn. Ngoái mình nó có ấm ấm á, cho nên nó lên lại chứ. Dạ, thì thường... Cái lạnh quá thì nó cũng chết. Thường Tây đây nó không có trồng rau đi chăng nữa, thì thường nó hay trồng cái chậu hương thảo này nè. Để nó nhiều khi nhà có thịt bò làm thịt nữa, thịt bò, xong cái ra lấy... Thì nó rất nhá. Là... hình như là thịt bò bít tết nướng hay là thịt bò tảng nướng là bỏ vô à. Ừ, rất là hợp. Thì chỗ này nè các bạn, mấy cái khung đất này thì mình đã làm tơi xốp rồi. Để có ít bữa nữa thì trồng tỏi xốp. Thì ở chỗ này thì đây một cái cây bồ ngót nè. Nay bỏ trong đây thì nó bắt đầu nó mọc lên rồi. Bữa mình cắt mấy cái nhánh mình găm xuống thì nó cũng không lên, nó chết queo rồi. Đó. Thì chỗ này thì có cái nha cành nho này cắt từ đằng mẹ miền Tây là đem về cái gặm hồi từ trước khi mình đi Việt Nam là trở qua thì nay nó mọc nhánh tùm rồi nè. Thì bữa nào nó mình kiếm chỗ mình trồng xuống ở đằng sau đó cái lá lốp, rồi bữa mình đi thì nó rất là xấu đó, mình bỏ vô cái gốc bóng mát như giờ nó lên đọt non rất là tốt nè. Ở đây thì những cái trái hồng nó cũng rụng rất là nhiều luôn. Còn ở đây thì những cái mướp nè. Đó. À. Rồi khổ qua, nay nó cũng bò rất là nhiều. Ở chỗ này thì có cái cây lê nè. Thì nó cũng triểu trái các bạn. Nhưng mà cái trái lê này mình không thích dữ. Ở đây cũng có 2-3 loại này nè. Có loại lạc, loại... nó pha với lê tây á, nó cũng còn ngọt ngọt một chút nhưng mà mình thích cái lê tây hơn. Đó, thì bà xã thu hoạch xong rồi cái loại trồng cái này ở đây các bạn.
Đây là mồng tơi hả em? À, mồng tơi tay. Thì mồng tơi tay thì nó hợp vào đầu mùa xuân các bạn. Nhưng mà bữa nay thì bây giờ mình thấy bắt đầu trời cũng hơi mát mát rồi. Cho nên mình trồng cái này để có ăn tại nhà, cũng thích ăn này lắm. Cái này cái buổi chiều cái hệ thống tưới nước tưới cái nó hơi còn hơi ướt nè các bạn. Khoảng 6 giờ thì nó bắt đầu nó tưới. Cái này thì mình trồng mà sát sát lại thì không sao. Cái này thì người ta ươm rất là nhiều hạt ở trong một cái một trong một cái rổ cái cục như vậy các bạn, nó lên rất là nhiều. Mà cái rau mồng tơi này ăn cũng rất là tốt. Nhà mình thích ăn này lắm. Dễ ăn lắm. Mà cũng dễ trồng nữa. Ở đây thì còn hai cái chậu này em. Cái chậu này bữa trồng trồng đậu Hòa Lan ăn đọt đó các bạn. Khi mà Việt Nam trở về thì nó khô queo. Để coi mình coi có gì mình trồng vô luôn. Kêu bà xã lấy mấy cái đọt khô đó đem vô làm trà uống mà bà xã không chịu. Bởi vậy mình đi vậy chứ cái vườn của mình nó hư hao dữ dội lắm các bạn. Về cái mình gầy lại cũng cả một vấn đề luôn á. Hả nè? Vì cái gì cũng vậy ha. Khi mà nó đang tươi tốt rồi chứ mình không có cần chăm sóc nhiều nữa. Đó, mình cứ làm chút vậy thì nó vẫn tươi tốt hoài. Còn khi mà mình bỏ một thời gian cái nó xấu đi rồi mình phải gầy dựng lại rất là lâu. Cái gì cũng vậy ha các bạn. Cứ mỗi ngày mình chăm chút chút ít vậy chứ mình không cần phải chăm sóc nhiều, phải cực nhọc nhiều. Như cỏ là cũng vậy, mình đi về đây cỏ nó mọc lan tràn luôn đó. Nhưng mà khi mình ở đây cái mình cứ mỗi ngày ra mình thấy nó lú đầu lên chút cái mình nắm đầu mình ghì lên đó, thì cứ nó đâu có lên nhiều được. Cũng giống như bầu bí đâu cũng vậy, hễ mình thấy cái nào mà không cần á thì mình tỉa nó đi thì nó đỡ mất sức các bạn. Nhiều khi mình cứ để vậy á thì nó lớn lên cái nó mất sức. Thì có nhiều bạn muốn trồng bây giờ các bạn thì cái chỗ này thì hồi đó giờ mình mua thường đó, cái chỗ này thì ở bên Bì thì các bạn cứ lên trên đó mua. Thì bây giờ thì những cái tiệm khác thì đa số là đã đóng có cửa. Tìm những cái rau này rồi, rau để trồng hay xà lách đâu rồi. Nhất là cũng là những cái tiệm Tây luôn, rồi có thể là tìm những cái rau mùa đông thôi ha em ha. Bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông thôi chứ. Nhưng rau, mấy cái rau này thì cũng không còn, người ta không có bán, ít lắm. Nên các bạn cứ lên đó tìm xà lách đâu vẫn còn. Mà hồi mới mình đi ngang mấy cái tiệm Tây nhầm cái tiệm nó đã dẹp rồi các bạn. Dọn hết rồi. Bây giờ thì có thể người ta mua bông rồi người ta trồng cho mùa thu rồi, chứ rau cải đâu cũng ít rồi. Chỉ có những người nào mà ta thích trồng thôi. Có thể người ta ươm hay là ta đi tìm những cái chỗ như thế này là người ta mua. Đó, trồng một hàng vậy chứ khi mà mốt lớn lên ăn ra cắt thu hoạch cũng rất là nhiều các bạn ha. Nhiều lắm á. Đủ không? Đủ. Ở ngoài đó sao thấy thưa quá ta. Đó. Bây giờ 6 giờ 7 giờ mấy rồi các bạn. Sắp tối rồi, giờ trưa, hai vợ chồng vẫn chưa ăn cơm. Thì có nhiều bạn hỏi măng tây, hai vợ chồng không có trồng nữa ha. Thì măng tây mình dời đợi vô đây là các bạn ha. Cái đường này nè. Thì khi mà dời vô cái nó bị mất sức á, cho nên năm này cũng hái không có nhiều em ha, hái được có 2-3 lần à, không 2-3 nhiều. 2-3 lần mà nó không có mập dữ, tại vì mình dời vô hồi năm trước em ha. Cái này dời vô chắc cũng 2-3 năm nó bị bắt đầu nó nhiều, rễ nó mạnh. Rồi xong hả, giờ mình có thể phe củ được chưa? Xong rồi các bạn, thì giờ có thể phe củ được rồi. Bữa nay thì của thì không nhiều nhưng mà có cái hành này cũng rất là ngon nè.
Thì cái hành này đi nấu cháo rồi bỏ vô chứ. Bỏ vô cũng rất là ngon. Ngon á. Cái này bây giờ mình cột lại như vậy nè, cái mình cắt đi, xong cái mình phơi, máng lên phơi. Rất là ngon luôn, thấy không? Quá trời đã, tím ngắt. Tím đẹp nè. À, cái này trồng và sạch sẽ nè, không cần rửa luôn á. Rất là sạch. Có mấy cái rễ à? Tại như nó trồi lên mặt nước hết này. Mặt đất. Mặt đất. Coi nó có mấy cái rễ leo qua à. Này giống rau dê. Em tính nó giống rau anh, nó giống rau dê. Thì rau anh giống rau dê. Thì bữa nay thu hoạch cần tàu, ăn được mấy trái lê các bạn, mặc dù chưa chín nhưng mà cũng có ăn ha. Hương thảo. Hương thảo nó thơm, nó thèm thịt bò nướng. Bò, yeah. Đặc biệt là thu hoạch được cái hành hương này thơm quá chừng. Lần đầu tiên mà mình trồng từ cái hạt mà nó được đạt tiêu chuẩn như thế này ha. Hồi xưa mình trồng từ cái cây, cái củ nhưng mà nó cũng không đều như vậy đâu. Cũng hơi bụng bọng á. Kỳ này đúng ngon á, lần năm sau mình trồng nhiều một chút. Rất là đều. Với trồng được ít cái rau chân vịt thì mong là khoảng 4 tuần có thu hoạch. Thơm quá, này nó cành nó cũng thơm, mà cái hành này nó càng thơm, mà cái hương thảo nó thơm rồi, thơm gì dữ nhất. Mà cái hương thảo nó thơm nhiều mà chắc ông nông dân đang thèm thịt bò. Thịt bò nướng là bá cháy, bá chét. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xem hôm nay, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.